Ngày 15 tháng 2, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Mai Văn Khởi, 40 tuổi, ngụ xã Thạnh Quế, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng để điều tra về hành vi không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Trước đó, tối ngày 1 tháng 2, xe khách loại 16 chỗ, trong xe đó có 11 khách và tài xế xe đang chạy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương thuộc địa phận huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo do tài xế Khởi cầm lái, đang chạy cùng chiều phía trước. Sau tai nạn, Khởi bỏ mặc người bị nạn, lái xe rời khỏi hiện trường mà không trình báo cơ quan công an. Hậu quả tính đến ngày 11 tháng 2 đã có 4 người tử vong, nhiều người bị thương trong vụ tai nạn trên. Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Quảng Nam rạng sáng ngày 14 tháng 2 làm 10 người chết và 11 người bị thương, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về hiểm họa liên quan những cỗ quan tài bay. Ý chỉ những xe khách đa phần chạy tốc độ cao, lấn làn, không giảm tốc độ khi qua nút giao. Ghi nhận của phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, từ sáng ngày 14 tháng 2, rất đông người thân họ hàng đã đến nhà các nạn nhân chia buồn với nỗi đau, mất mát. Đại diện Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Ban An toàn Giao thông tỉnh Quảng Nam và Ban An toàn Giao thông tỉnh Quảng Ngãi, mỗi đơn vị hỗ trợ 5 triệu đồng một gia đình có nạn nhân tử vong. Đại diện Ban An toàn Giao thông tỉnh Quảng Ngãi đã đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam thăm hỏi, động viên chia sẻ với nạn nhân và gia đình và hỗ trợ 2 triệu đồng một người bị thương. Cũng trong ngày 14 tháng 2, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký công điện của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Quảng Nam. Theo đó, Thủ tướng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương, phân công đồng chí lãnh đạo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn, phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả, thăm hỏi, hỗ trợ động viên nạn nhân và gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn. Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương điều tra xác minh nguyên nhân, chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi chở quá số người quy định, kể cả xử lý trách nhiệm của chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải khi để xảy ra vi phạm, không để xảy ra các sự việc tương tự. Sáng ngày 15 tháng 2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Hào, sinh năm 1996, trú tại thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, cho Công an tỉnh Vĩnh Phúc để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản. Trước đó, tối ngày 13 tháng 2, Hào trùm mũ len, đeo khẩu trang kính mặt, mang theo một khẩu súng dài đến một cửa hàng ở đường Hai Bà Trưng, phường Hùng Vương, thành phố Phúc Yên để cướp, lấy đi 65 triệu đồng tiền mặt và 35 điện thoại di động, tổng trị giá khoảng 506 triệu đồng. Hào đem số tài sản cướp được về cất giấu ở khu ruộng gần nhà ở huyện Bình Xuyên, sau đó di chuyển xuống sân bay Nội Bài mua vé sớm nhất ngày 14 tháng 2. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Ngày 14 tháng 2, Bệnh viện Việt Đức cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cho một nữ bệnh nhân bị lột rời toàn bộ da đầu kèm hai tai và hai mí mắt. Bệnh nhân là nữ, 36 tuổi, ở Tam Đường, Lai Châu, được sơ cứu tại bệnh viện địa phương, sau đó được đưa tới Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng nhợt nhạt, mạch nhanh, huyết áp thấp, chảy máu nhiều vùng đầu do diện tích da bị lột quá lớn. Mảnh da đầu cùng hai tai và hai mi mắt trên bị lột đứt rời hoàn toàn, đã được bảo quản lạnh. Theo bác sĩ Vũ Trung Trực, Phó trưởng khoa phẫu thuật hàm mặt tạo hình thẩm mỹ, đây là ca phẫu thuật phức tạp kéo dài tới gần 10 giờ. Việc phục hồi mạch máu cũng gặp nhiều khó khăn do các mạch máu ở vùng thái dương hai bên bị dập nát, nên các bác sĩ đã phải nối lại các mạch máu. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Hà, trưởng khoa phẫu thuật hàm mặt tạo hình thẩm mỹ cho biết, đây là một trong những trường hợp lột da đầu rộng và phức tạp nhất từ trước tới nay, kể cả so với y văn thế giới. Với những tai nạn gây tổn thương như vậy, việc sơ cấp cứu ban đầu rất quan trọng như hồi sức, cầm máu tốt, bảo quản đúng và kịp thời chuyển người bệnh đến cơ sở có đủ khả năng phẫu thuật càng sớm càng tốt sẽ giúp tăng khả năng thành công của ca phẫu thuật.